her like this. How now? Mom, you make me feel like this 3 minutes. À, mẹ làm con đau quá hả? Ồ vậy hả? Mẹ chải đầu con đau vậy, giờ con chải đầu mẹ làm sao? Con chải mẹ làm sao? Chải nhẹ vậy thôi hả con ha? Đúng rồi, nó chải tóc cho mẹ đó đó cô chú. Mom, this comb is very fast. Hả? Ừ, cái này biết sao không? Tại vì tóc mẹ mềm mượt đó nên là nó lẻ. No, look, this got hurts. Ồ, cái đó là khó ha con ha? Con thử chải mẹ bằng cái đó coi. Mom, look, see, it makes. Ừ. Đây, 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 chải này, 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 mượn ai, mượn ai? Yeah. Mình hay nó kẹp này nó nào. No, mom. Trời đất mom, ơi. Mom, we got this one. Hai cái đèn sau nó chói cô chú quá trời. Hả? Rồi, để no, wait. Cho mượn chút. No, wait. Trời ơi, màu. Wait for me, mom. Rồi, ok. Làm gì làm đi. Thích làm tóc lắm cô chú. Mẹ, mẹ để con make up cho mẹ. Mẹ, mẹ để con make up cho here mẹ. Here we go. Hả? Mom, it fits. Vừa luôn con. Cái mặt Ngọc là cô chú thấy hơi bóng bóng phải không? Đang sức cái serum, serum của nhiều hoa người Tây á. Đó, tối là tối nào cũng sức hết á. Oh wait. À, cô chú mà muốn thử serum của nhiều hoa người Tây được làm ở Pháp, cứ liên hệ cho mẹ chay. Eyelashes. Trời, eyelashes nữa. Oh, ở Việt Nam cũng có bán luôn nha cô chú nha. Oh, mom, where's the... Việt Nam bán là giá là 1.800.000. 1.800.000 chai. Còn ở Mỹ là 78 đồng một chai. Ồ, trời ơi, coi sức sức serum cái mặt đã dễ sợ. Cái gì nữa chai? Hơi tối nè, nên là mở cái đèn lên cho sáng cho cô chú dễ thấy nè. I'm putting this on. Ok. No, wait. Sao? Wait for it. Wait for my. Kiếm gì? Wait for my decoration. Trời ơi, con trời ơi, cái đầu của mẹ mà con nó con trang trí lên đầu của mẹ hả? No, mom. Cái gì? I'm just... À, make up. Okay, mắt nhẹ nhẹ thôi nha. Đau. Two colors. Ừ. Có bỏ, nãy bỏ serum lên rồi đó. Nãy bỏ serum gì hoa nghệ tây lên nữa. Giờ make up đẹp lắm. Oh, pink. Pink. I got some pink lipstick. À. Pink lipstick goes right there. Okay. Sao nữa, cái gì nữa? Gì nữa? À, cái kiến cho mẹ coi phải không? Mom, it's too big to get on you. Trời đất ơi. Yeah, this is good. Con sao con không dán, con sao con không kẹp tóc lên cho mẹ đẹp? Ồ, cái này đẹp nè. Con kẹp tóc lên đi cho mẹ đẹp lên. Me wait. Kỳ ghê. Wait for it, mom. Chờ biết wait rồi. No, mom, we're in the other arm. Ồ. Oh. Không mang vốn dừa. Nó đòi bắt, nó bắt đeo vòng. Bắt đeo vòng này. Cái vòng này là cái vòng mà mom, make up with me vòng... Make up with me, mom. And make up with me. Mình sao? Make up with me, look. À, sao? Oh, ừ, đúng rồi, mà mẹ đeo không dừa. Mẹ chỉ đeo dừa vòng này thôi. Cái vòng này là cái vòng mà Sabali. Take it off. Cái vòng này làm tại ý luôn. Take it off, mom. Con mở. Ủa, sao tự nhiên con kêu mày mở ra làm chi? Mom, because you're not pretty. Like trời ơi, nó nói mẹ cởi nó đi, tại vì mẹ đeo không có đẹp. Ai đeo đẹp? Mẹ. I mean, yeah, JD. À, JD đeo đẹp hả? Ui da, trời ơi, nó trấn lột ngay lập tức luôn, mạnh lên. Mở ra. Rồi nó nghe ui da, nó sợ, nó không dám làm, nó sợ mẹ nó đau. Cô chú thương mặt lắm. Mom, I'm not scaredy cat. Hả? I'm not scaredy cat. Con không phải là người sợ hả? Con không sợ gì? Con sợ cái monster. Ồ, con không sợ monster hả? Dạ không. Con có sợ mẹ không? Dạ không mà. Con có sợ mẹ không? Dạ không mà. Sao con không sợ mẹ? Because I can't really do this. Why don't you afraid of me? Tại sao con không sợ mẹ? Hả? Trời ơi, con cái mặt cũng giọng dễ sợ that's không? That's a funny news. Hả? That's a funny noise. Trời ơi, cái càm của nó, cô chú coi kìa, cái càm của nó có hai cái nọng luôn kìa. Mm, that's a funny noise. À, mẹ nói cái giọng nghe mắc cười quá ha con ha. Mm. Con nói mẹ ơi, mắc cười quá. Mắc cười quá. Mom, this is... Nói lại. Nói lớn lên. Mắc cười quá. Mắc cười quá. Mom, you got yellow hair. Ồ, cái tóc mẹ màu vàng. Con nói mẹ ơi, tóc mẹ màu vàng. Để đó cho cô chú thấy mặt con rõ rõ chút đi không, sáng chút.
Mẹ đang sửa là cái đèn cho cái phòng này, nên là cái phòng này cái ánh đèn nó mắc mệt rồi. Nên phải để như vậy cho cô chú thấy con sáng hơn, phải không? Oh no. Oh no. No 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 no. Người sao nãy giờ chải hoài không chịu gắn lên decorate, không chịu decorate gì cho tóc người ta. Tóc bây giờ tóc mẹ bây giờ hơi ra đang đen rồi nè chay nè. Đó. Ôi trời ơi. Oh no. Oh no. Mom, you sing right in this. À, để kể cho cô chú nghe về đứa con gái của cô chú. Nó hả? Oh no. Oh, I'm putting this on, baby. Trời ơi, coi coi. Ép ê. There you go. Ép ê. My turn, mom. Con gái của cô chú hả, rất là có khiếu về âm nhạc. Ngọc đã à cái gì đó. Đã Ngọc đã cái gì tìm ra và phát hiện ra. Nó Nó như vậy nè. Cái gì vậy trời? Mom, wait. I got this. Okay. Pink shadow. Oh, pink shadow. Oh, shadow là đây. No. Được bảy không à? Tên thấy chưa? Mom, I got white it. Mẹ không có có make up mà mẹ biết qua shadow nằm đâu mà con make up mà sao con dở vậy? Con chuyên viên mà con làm vậy là con chết. Chuyên viên làm vậy là tao đầu tiền rồi. Ách trời. Cheeks. Oh, forgot the cheeks. Không mình này. Rồi, Hùng Miến cảm ơn chay nha. Cảm ơn con làm cho mẹ đẹp nha. Mẹ đẹp không? Nữa. Đừng cái mặt người ta có serum ở trên đó chứ đừng có trét hòn cái hết serum của người ta luôn á. Ôi trời ơi, ai đẹp như tiên giáng trần vậy? Hả? Ai đẹp như tiên giáng trần vậy? Mẹ. Mẹ trời. Khoan để mẹ kể cho cô chú nghe. Nó hả, nó rất là có khiếu âm nhạc. Trời giờ sấy tóc rồi. Nó lên xe mà cái chiếc xe là ba nó chạy lúc buổi sáng, cái là tới trưa Ngọc với nó đi lên xe ngồi á là beautiful princess. Cậu mẹ là princess luôn hả? Cái nhạc của ba nó còn ở trên xe á. Cái Ngọc chưa có kịp để tắt nhạc. Thì hả, Ngọc đang lộ lu bu Ngọc nghe cái nhạc đó Ngọc cũng không thích trong lòng Ngọc rồi, Ngọc đánh tắt rồi mà Ngọc chưa có thời gian. Cái là tự nhiên nó nói luôn đó mẹ, that's not a really good music. Nó nói là cái bài nhạc đó không hay. Cái Ngọc nói trời ơi mẹ cũng thấy gì vậy luôn, mẹ tính đổi mà mẹ chưa kịp đổi đó. Cái bắt đầu Ngọc chuyển qua cái nhạc khác. Tại vì cái nhạc mà ba nó nghe nhạc rap không à. Cái Ngọc chuyển qua cái nhạc khác, pop ballad rồi này kia mấy cái bạn ấy thì khoái hay. Hỏi hay chưa, nó giờ hay rồi. Xong rồi cái hả, hồi cách đây hôm qua cái Ngọc đi mẹ đập con ấy vậy chay. Ngọc đi nhà hàng Việt Nam. Ở trong nhà hàng Việt Nam có bài hát đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi gì đó, không chứ no, không phải bài đó. Cái bài mà của Bằng Kiều với lại Minh Tuyết hát. Bằng Kiều với Minh Tuyết hát là bài bài gì ta? Bài Bushes. Bằng để coi, để mày kiếm coi. Bằng Kiều Minh Tuyết nè. Bằng Kiều Minh Tuyết hát bản Bởi Vì Anh Yêu Em. Ok. Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi. Đó. Nó nghe một hồi Ngọc ngồi là Ngọc nghe cái bài hát đó rồi. Mà Ngọc cũng ok nghe vậy thôi chứ đâu có hát theo đâu gì. Đang ngồi trong quán nhà hàng mà. Cái nó ngồi nó cầm điện thoại. Cái ngồi nó nhìn qua đi quay qua. Nó nhìn Ngọc vậy nè. Nói mẹ, mẹ có thích bài bài hát này không? Cái Ngọc nói thích. Bài này mẹ lâu lắm rồi con. Bài này mẹ nghe lâu lắm rồi. Nó gật đầu. Cái Ngọc nói là con có thích bản này không? Nó nói dạ có. Có ghê không? Nó để ý. Mà phải chi, ví dụ như mà Ngọc hát theo, Ngọc hò theo, Ngọc làm gì theo thì nó nghĩ là Ngọc thích, Ngọc hỏi thì không sao đúng không? Ngọc không hề đá động gì tới bài hát hết. Tự nhiên nó quay qua nó nhìn Ngọc. Là Ngọc biết là Ngọc biết. Romance. Là Ngọc biết nó có để ý tới âm nhạc. Nó biết, nó tự động nó. Chứ còn ai tự nhiên ai ép đâu. Bây giờ nó không muốn nghe ai ép nó nghe nhạc được các bạn. Không được, đâu ép được. Hay ghê thiệt kìa chứ. But so much will be.
Hơn chưa? Hơn chưa? À, cô chú ơi, Chay mới vừa ngủ dậy, Chay mới vừa ngủ qua gọi là nát, ngủ chưa? Nãy giờ nó ngủ được tiếng, tiếng rưỡi luôn cô. À, vậy là cũng một tiếng rưỡi đồng hồ luôn á, dậy được cho mẹ mua sữa chua với lại á hả phô mai ăn, ngồi lên để ăn, ăn xếp bằng này giống Việt Nam đi sao. Cái mặt chó nè, cái mặt chó nè chú ơi. Rồi tự đút ăn luôn, để nói là mẹ đút là không chịu nha, phải tự đút ăn nha cô chú nha. Ôi đất ơi, ngon con. Con có cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ rồi hả? Hồi nãy con kể cho cô chú nghe, nãy mẹ có với con làm gì? Nãy trước khi đi ngủ mẹ con làm gì? Hả? Mẹ con bơi phải không? Trời ơi, hồi nãy Chay bơi hay lắm cô chú ơi. Chay bơi lộn cùng mèo rồi, cái nó bơi rồi nó bơi. Trời ơi, bữa nào phải ngày mai đi, ngày mai quay lại cái video clip đó cho cô chú coi nha. Nha, vô nhà nhảy lộn vòng tròn luôn ha. Khổ bằng áo phao luôn. Biết bơi rồi, tới chưa? Bà nói bà Chay biết bơi rồi đó. Bơi được 2 mét mấy luôn chứ bộ. Bơi dữ lắm á. Trời ơi, ngon ghê. Ngon ghê, ngon. Ngon con. Đúng là cái sữa chua của Elsa ngon dễ sợ. Sữa chua Elsa ngon hơn sữa chua người thường đúng không Chay? Trời ơi, ăn hết luôn nha con. Cái gì? Gì? Coi chừng đổ, rớt. Kìa, khăn giấy kế bên con kìa. Rồi, đúng rồi, cầm lên. Mới ngủ nên mới ngủ dậy lên đầu bù tóc rối đó cô chú. Ủa, nãy bơi đã lắm, nãy bơi cả tiếng đồng hồ luôn đó cô chú. Nên mệt, sáng dậy sớm. Ui trời ơi, ngon. Ngon ê luôn. Ngồi xếp bằng nè, ngồi xếp bằng ở trên cái ngồi xếp bằng ở trên cái kệ đàng hoàng nha cô chú nha. Thôi cô chú thông cảm, ở nhà chưa có ghế ngồi. Hai Chay ha. Trời ơi, bây giờ là thứ năm này là có bàn ngồi rồi. Sáng nay mẹ mời mẹ cô nhớ mà sáng nay mày gọi điện thoại với lại ngân hàng không? Ông không phải ngân hàng với Costco không? Nhớ không? Sáng nay mày gọi Costco mấy tiếng đồng hồ luôn đó. Bây giờ mới mua được cái bàn đó, thứ tư này có nè Chay nè. Thứ năm chứ lộn, thứ năm này có. Cô nghĩ là trong cái nhà này mình nên để bàn ăn ở chỗ đâu? Để chỗ nào? Con nghĩ chỗ nào sẽ để bàn ăn đẹp nhất? Chỉ mẹ coi. Biết không? Biết chỗ nào không? Chỗ này nè. Chỗ này nè. Cái chỗ có cái đèn này xuống nè. Đó. Con cầm cái chai ly lên con ăn đàng hoàng cho mẹ đi, để nó đổ. Không ăn nữa hả? Mày đút con nha. Không ăn nữa hả? Một muỗng thôi, một muỗng cuối cùng thôi. Last one. Muỗng cuối, muỗng cuối. Hả, 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 ăn muỗng cuối cho mẹ. Hả, ăn muỗng cuối, muỗng cuối. Ăn đó hả? Ăn muỗng cuối đi. Ăn nhiều vô, bự vô. Ăn bự vô, ăn muỗng cuối. Con này chắc ăn đập á. Rồi con ăn ăn dưa hấu không? Dưa hấu không? Đây. Hấu đây. Rồi, ăn dưa hấu thì cầm cái nĩa này chọt xuống. Nhiều quá thì ăn chọt xuống, ăn một cái thôi. Chứ đâu kêu con ăn nhiều. Ăn nào? Ăn miếng này hả? Trời ơi, rảnh ghê không? Đây, rồi cầm, tự cầm. God bless you. Đúng rồi. Tự cầm, tự cầm. Trời. Ngon ghê không. Ở Florida vui không Chay? Florida vui không? Vui ha. Ở đây luôn nha. Ở đây hay đi về Michigan? Ở đây ha. Con ở đây với mẹ ha, con về Michigan với ba. Mẹ ấy. Muốn gọi thoại cho A Trì không? Gọi hỏi A Trì, con nói chuyện A Trì nha. Rồi để mày gọi liền. Đang đi qua thì bên đó cũng buồn. Buồn hiu luôn. A Trì đã chắc A Trì không có biết chị đi Florida đâu. Ha. Hôm mốt về kể cho A Trì nghe là tôi đi Florida tôi chơi. Cái tôi bơi nữa. Phải không? Mốt có cho A Trì tắm hồ bơi không? Cho ha. Còn thấy dưa hấu ngon không? Ăn nữa không? Nữa không? Miếng nữa ha. Miếng nữa nha. Miếng nhỏ nhỏ thôi. Nha. Nữa không?
Con nói đàng hoàng dạ không mẹ. Cầm công đi chờ trời mưa. Ủa sao cái quần nước nhẹp à? Vô trong phòng chơi đồ chơi nha. Nha, vô trong phòng chơi đồ chơi nha. Chứ làm gì? Giờ làm gì? Cảm ơn. Ừ. Cảm ơn. Ok, đi vô phòng chơi đồ chơi nha. Mẹ mở đèn lên nha. Cộng cộng đi chờ trời mưa. Bé chay bé chấm no ăn cùng cùng. Rồi,